Savannah. Oh, chào các bạn. Ok, khá lâu rồi mình làm video thì lý do thì không phải mình lừa đâu. Yo, what's up các bạn đã quay trở lại với channel của tôi là và ngày hôm nay cùng nhau chơi Human Fall Flat. Ok, thì mới vô mà tự nhiên cái nhạc nó buồn quá các bạn, nên là mình nghĩ chúng ta sẽ đổi nhạc. 1, 2, 3. Ok, thì game này thì có thể các bạn đã thấy rồi, nên là mình cũng không muốn nói nhiều về cái này nữa là chơi nào. Rồi, start new game. Chúng ta đang rơi. Ok. chúng ta làm gì đây? Bấm cái nút này là bấm cái gì đó. Bụp. Oh, hello. Mày vừa cầm cái video hướng dẫn. Hãy giữ yên lặng nào. Ở chết. Rồi xong, mình thả mất tiêu rồi. Cầm lên. Cầm lên. Mày làm cái nồi ta? Cái nồi thế này. Mày làm cái nồi gì? Mình không hiểu nghĩa của game này là gì hết. Ok, giữ cho bố. Đây. Ủa, video hướng dẫn nè. Giữ yên nào. Ok, tuyệt vời. Khi mày mà thua thì cái gì? Hãy nhìn xung quanh để tìm cái remote. Không, khi mà nó hoạt động thì nó sẽ cung cấp cái hướng dẫn cho mày. Nè, bố có quan tâm. Là cho bố mày quan tâm ấy. À, quăng cái remote cho tao. Tao không quan tâm mấy cái này. Quăng remote. Lạy chúa. Quăng remote. Đi xuống. Thôi khốn nạn, đi xuống đi mày. Lên cầu thang. Bảy lên nào. Bay lên. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái gì đây? Mình sẽ làm cái gì? Oh shit. Rồi chúng ta leo lên nè, leo lên, bay lên, giữ tay nè. Đó, tuyệt vời. Hơi mệt quá. Tại vì mày béo quá đó thằng chó. Ok, cái thằng này nhìn có vẻ giống Caron Dazio các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt tên nó là Caron Falcon. Thằng Caron ngu. Ok, ok. Chợ thằng Caron nó ngu quá các bạn. Coi kìa, các bạn coi đi kìa. Caron, okay. Rồi xong, mình kẹt tay rồi, làm sao đây? Chết rồi. Làm sao? Phùm. Đây, bố không cần remote, dân chơi không cần hướng dẫn. Con chim này kêu vậy? Cái này là điệu của tao, không là chim được kêu hết. Trừ chim của tao, ok. Không đã. Chim của mình nó đâu có kêu đâu. Hoặc là có đó. Bấm cái nút. Và nút bằng chân. Ok. Mày nói thì nói, tao không quan tâm, trời, em muốn chơi game thôi. Ok. Mày làm gì đó. Rồi, trời, cái đầu mình đụng nữa kìa. Rồi nữa rồi. Leo lên. Leo lên, trời ơi. Oh my god, oh my god. 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 Tôi làm như thế này. Tôi đang tự thông với mình sao? Ok, nói chung là chúng ta không chơi này nữa. Rồi, mình sẽ nắm tờ rim thằng này. Nắm tờ rim thằng này, kéo lên. Trời ơi. What the fuck? What the fuck? We are going on a trip on our favorite rocket ship coming through the sky. Hello Einstein. Ok, thì trước đó thì có nhiều bạn phàn nàn về cái camera của mình. Giờ mình đã lấy iPhone của mình các bạn ra làm camera luôn. Nên là có thể là nó sẽ tắt bất cứ lúc nào mình cũng không biết nữa. Có thể là bây giờ đang hư mình cũng không biết luôn. Nói chung là hên xui thôi. And grab opportunities with both of their hands. Ok. Nắm bằng cả hai tay nè. Một nút. Hai nút. Một nút. Một cộng một là hai, hai nhân hai là bốn, bốn cộng là sáu, sáu nhân hai mười hai. Wow. Quá nhanh và quá nguy. Ok, lỗ ra đây. Ôi, ôi. Can't fly and never will. What the fuck? Ok, thì kia mày nó lừa mình hả? Ok. Tôi không sao. Tôi không sao hết cả. Tôi không sao, đứng dậy nào. Rồi, còn cái xe lửa đây. Bố mày leo lên. Shit. Bố mày đỉnh cao, bố mày. Ok, bố không chơi nữa. Xóa game. Tuyệt vời. Không tuyệt vời gì cả. Mày chỉ là cái thứ rác thôi. Leo lên. Yeah. Hay quá. Ok. Chúng ta làm được. Chúng ta là... shit. Cái game này nó còn giống với cái game bữa mình chơi các bạn. Nhưng mà getting over it with Bendy 4D á. Cái thứ game khốn nạn. Trời ơi. Hay quá anh bạn.
đi ngang qua nào. À, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm, chúng ta sẽ à leo lên nào. Chúng ta tin vào anh bạn, đừng thả ra mà, chúng ta vẫn còn nhiều con đường dài để đi mà. Đừng thả đôi tay anh ra, đúng rồi, đừng có thả đôi tay của anh ra. Nó sao anh lại thả hả, thằng ngu này, đừng có thả đôi tay ra, tao vừa nói thôi mà lại thả. Đang cố gắng trong vô vọng nhưng mà không sao, anh ấy không bao giờ bỏ cuộc đâu. Oh shit, không biết trong này đi được không ta. Hello, có ai đây không? Thôi tiếng gì ghê vậy, tiếng gì ghê vậy. Thôi thôi, không vô đâu, bố mày không vô đâu, bố đi đường này, bố mày leo thùng rác. À đúng rồi, nhắc thùng rác mới nhớ thì các bạn. Nói chung là sáng là mình vừa quăng cái thằng bạn mình vô thùng rác các bạn. Sao ta, kiểu như là nó nằm trong đống rác rồi, nó không có thèm đi ra đúng không các bạn. Nó kiểu như là, tại sao hả, tại sao tôi nằm trong đống rác, tại sao, tôi đâu làm gì sai đâu, tại sao mọi người đối xử với tôi như vậy. Ok. Oh shit. Ủa, wow, tưởng là mình sẽ leo vào này chứ. À mà thôi không sao đâu. Wow. Yeah. Oh shit. Bay lên. Yeah. Wow. Ui, giơ hai tay lên trời. Wow, giơ hai tay bằng vai. Wow, shit. Giơ hai tay lên trời. Wow. Không có tin được. Ok, leo tay lên. Nè, lên nè anh bạn. Oh, ủa như vậy là mình đẩy xe lửa các bạn. Ok, cảm ơn. Ủa mình đang ở đâu vậy? Ok, bay quá. Oh, giữ tay, giữ chắc vào anh bạn, giữ chắc vào, chúng ta vẫn còn đường dài để đi mà. Oh shit, thằng ngu này, Caron ngu. Ok, có thể mình sẽ kéo cái đường tàu lại. Trời ơi, mình mạnh như một lực sĩ đó các bạn. Chết mở kẹt rồi. Không sao, ở đây được rồi. Oh shit, giờ sao đây? Thứ game khốn nạn này. Có cách rồi. Bố mày lại sợ mày quá. Fucking wow shit. Bây giờ mình kéo lại à? Mình lỡ chơi ngu rồi, đẩy lại. À, rồi được rồi. Vậy được rồi. Nhưng mà đã được rồi. Ôi, hình như thằng này nó đang sờ mông mình phải. Đó, không phải. Flat! À! Trời ơi, vô vọng quá các bạn ơi. Vô vọng quá. Cái thứ game khốn nạn. Ok, bây giờ bố em sẽ còn hướng dẫn. Ok. Bố mày hiểu rồi. Ô, cái gì vậy? Wow. Cái mày thấy gì không? Cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Nãy nó làm cái gì vậy? Đây nè. Ok, lại nè, coi nè. Wow. Oh shit. I believe I can fly. Ok, đẩy vườn bình thường thôi. Kìa mình kéo ra một chút. Rồi, ở đây được rồi. Ở đây là ok con dê. Tuyệt vời. Cái đây là cái tỷ lệ vàng các bạn. Các bạn sẽ không bao giờ mà tìm được cái tỷ lệ vào mà giống như mình vừa làm đâu. Ok. Everything will be alright, boy. Say oh yes, Sky ơi. Oh yes, Sky ơi. Pew. Nút cái nút ở đâu rồi? Wow. Easy. Mọi chuyện rất là dễ các bạn. Ok, bố mình đang đi đâu đây? Bố ơi, mình đâu đi, mình điêu thế bố ơi. Lên núi hay đi xuống biển? Không đâu con ơi, chúng ta chỉ là bậc thang thôi. Chúng ta không có tiền đi núi đâu. 1, 2, bậc thang, giơ tay lên chơi. Ủa sao cái nhạc nó buồn quá ta. Mình ghét nhạc buồn lắm. Ồ, nhạc buồn kìa, trời ơi. Oh shit. Ok, thì nhạc buồn này có vẻ nó hơi buồn, nó hơi điếp các bạn. Nhưng mà thì mình thấy nó cũng hay đó các bạn. Cuộc đời chúng ta không lúc nào cũng vui hết trơn á. Có đôi lúc chúng ta cảm nhận nỗi buồn của mình, hiểu không? Suy nghĩ thức coi. Kéo này lại, từ cái này, nhảy qua cái này, từ cái này. Ok, nói chung là mình sẽ kéo này lại. Ôi, mà cái này bị hư mất tiêu rồi. Ơ à, thứ khốn nạn. Ok, tôi vẫn chưa hiểu. Ok, tới giờ có hướng dẫn nữa các bạn ơi. Hello.
Rồi, cầm vô bố. Đây. Quan trọng là nó không có cái cột ở giữa các bạn, nên là mình không thể lên cầu thang này được. À. I understand. Mình sẽ kéo này qua. Ok, mình sẽ kéo này qua nè. Đó, mình sẽ đẩy này lên. Đúng không? Thành một cái đường nè. Rồi gì nữa ta? Từ cái này mình kéo lại một chút nè. Đây, đứng đây, được rồi. Tới đây, được rồi. Được rồi, đứng đây. Ok, bây giờ mình thấy game này bắt đầu dễ rồi đó. Này, đúng rồi. Trèo lên. Đưa tay lên không trung. Shit. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ kéo lại một chút nữa. Kéo lại nào. Xem té. Easy, everything is easy. Mọi thứ rất là dễ. Oh, what? Cái này di chuyển được hả? Cái thứ khốn nạn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhảy vô cái gỗ nữa. Kinh nghiệm sống. Rồi, ok, easy thôi nào. Easy thôi. Chúng ta sẽ lên bậc thang lên thiên đường các bạn. Chúng ta sẽ tới thiên đường rồi. Đây là cái thang đường này, chúng ta sẽ được gặp thiên đường. Trong này có ai? Ôi, quay. Cái gì đây? Rồi, ok. Đấm vô. Hiểu rồi, tao sẽ dùng cái thùng này. Trời ơi, mày lừa được tao à. Rồi, đứng im với cái thùng, đứng im đó nha, tao kêu đứng im đó. Tí nữa tao sẽ lại, tao sẽ thưởng cho mày, đứng im đó nha, cảm ơn nha. Hello, bye bye. Không, tao không quay lại đâu, tao lừa mày đó. Ok, một cái thùng ở đây. Đưa tao cái thùng. Phản loạn nè, mày phản loạn là mày phải bị phạt. Đó, cái thùng vô. Trời ơi, mọi thứ rất là dễ các bạn ơi. Ok, cái gì đây? Có vẻ cái này càng khó đó. Rồi, mình coi thử coi cái nút này nó có tác dụng gì đây. Mình hiểu rồi. Mình sẽ lấy cái này mình bỏ lên trên cái cục màu xanh trên kia. Mọi thứ rất là đơn giản thôi. Nè, giao hàng nào. Shipper đây. Mình shipper từ Lazada đây. Bèo, ly tới nào. Bèo. Đó, tuyệt vời. Oh no, cái thùng ơi, đừng rớt mà. Ôi, tuyệt quá, đừng rớt mà. Cảm ơn nhé. Ok. Đang ở đâu đây? Ủa sao cái thùng ở trên này vậy? Oh shit. Ủa vậy là mình phải mang cái thùng ở trên này lên trên đó hả trời? Có vẻ khó quá không ta? Không sao. Không khó lắm đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu chúng ta còn niềm tin. Một niềm tin cháy bỏng trong trái tim chúng ta. Chúng ta không bao giờ dừng lại đâu. Chúng ta là những người đàn ông. Oh shit. Thôi bỏ cuộc đây. Ok được rồi. Rồi đứng bấm từ xa nha các bạn. Đứng bấm từ xa nha. Ôi. Ôi chết, nó kẹp mình rồi. Oh shit. Cái gì đây? Oh shit. Rồi xong, trời ơi, mình hư cái thùng của mình rồi. Không được, trả cái thùng cho tao. Nó là người bạn duy nhất của tao mà. Ok, xin lỗi nha thùng, xin lỗi mày nha. Tao không biết đâu. Tao có tưởng là nó sẽ đưa chúng ta lên chứ ai ngờ nó ép chúng ta xuống. Xin lỗi nha thùng, không sao đâu. Anh sẽ đặt tên cho em là Lợi đi. Anh đi yêu nắm Lợi. Wow. Ok, Lợi ơi, Lợi lên đây. Ok, được thôi, các bạn đừng nghĩ vậy nha. Ok, mọi thứ là đơn giản. Easy. Ôi, một khoan đã. Mình còn gì mình để cái thùng vô trong khi mình có thể đi qua cửa luôn. Ủa, đúng rồi, để cái thùng qua. Ok. Ôi. Như vậy mình... cái này là... Sao đây ta? Cái này bây giờ cái thùng bên kia nó ấy quá. Oh shit. Bố mày không bỏ cuộc đâu. Mình đào thử coi. Thì coi hai này bằng nhau chưa? Rồi, toán xin có tan các kiểu nè. Đây, tao vớt vuông ABC tại điểm A. Rồi, bên tao vớt vuông ABC tại điểm B, hãy tính vận tốc các kiểu. Được rồi, tuyệt vời, đứng đây. Chuẩn chim 100% rồi, chuẩn xác 100% rồi. Đi lên nào. Bấm vô. Ôi, chị ơi, easy. Ok, mình xóa game đây.
Bye bye các bạn, video xin dừng tại đây. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Come on, come on. Fucking wow shit. Bấm cái nút, bấm vào cái nút. Bấm vào cái nút. Ok, quăng cái nút vô. Easy easy, mọi thứ rất là dễ dàng các bạn. Các bạn đừng có lo, mình có thể giúp đỡ các bạn mà. Các bạn tin tưởng vào mình đi, các bạn có thấy mình, các bạn thấy mình mặt mình ráng tin tưởng đúng không? Các bạn biết gì không, có thằng bạn mà sáng mình quăng thùng rác, các bạn nó tin mình lắm các bạn, nhưng mà mình, nhưng mà đã không. Mình đã quăng cái thùng rác, bây giờ nó không tin mình nữa. Chỉ vì một thùng rác mà chúng ta đã mất đi tình bạn. Duy à, đồ mờ mày Duy. Ok, nói chung là mình mong là thằng Duy nó không coi video này, chứ không lên trường là nó sẽ quăng mình cho thùng rác nữa. Khổ lắm. Bèo. Oh shit, oh shit, rất cái thùng là coi như xong luôn. Rất cái thùng là coi như mình xóa game thiệt á. À! Ai giết tôi đi, ai giết tôi đi mà, làm ơn. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, oh, đi kỳ diệu, đi kỳ diệu. Oh, 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 điều kỳ diệu các bạn thấy không? Điều kỳ diệu xảy ra các bạn ơi, nó vừa xảy ra đó các bạn. Mình không bao giờ tin về điều kỳ diệu cho đến khi hôm nay. Hay quá, Caron à. Ok, chúng ta sẽ làm điều kỳ diệu. Bắt cô. Ok, không được rồi đó, bỏ cù đi. Ok, bay xuống. Oh, I believe I can fly. Yeah. Bah. Ok, thì mình sẽ dùng video tại đây. Và nếu bạn thích video thì đừng quên là một like, share, subscribe và comment ở dưới cho mình biết ý kiến các bạn. Và nếu mà thích game này thì...